Xin hân hoan chào đón các em học sinh đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Hoàng Anh Thư. Tiết học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Ta biết được rằng cuộc sống ở vương quốc này u buồn như thế nào nếu không có nụ cười, phải không nào các em? Hiểu được tình hình đó, nhà vua đã cử sứ thần đi học một chuyên môn về cười nhưng vẫn thất bại. Về sau đã có một người đến và muốn nói với nhà vua cách để vương quốc ấy có nụ cười. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười tiếp theo để xem người đó là ai và việc gì đã xảy ra ở vương quốc này nhé. Đây chính là bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này nhé. Ở bài tập đọc này, đoạn thứ nhất từ cả triều đình háo hức cho đến nói đi ta trọng thưởng. Nội dung của đoạn thứ nhất này chính là nhà vua nôn nóng muốn biết được câu chuyện cười của cậu bé. Các em có biết không, khi nhà vua được tin có một người đến mang cách thức để giúp cho vương quốc của mình có tiếng cười, nhà vua đã rất háo hức. Nhưng trước mặt nhà vua lại là một cậu bé rất nhỏ, chỉ chừng 10 tuổi, tóc để trái đào. Vậy theo các em, thái độ của nhà vua như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi sau đây. Hãy chọn đáp án đúng. Khi gặp cậu bé, nhà vua có giọng điệu lời nói như thế nào? Chúng ta có 4 phương án. A, đó chính là khi gặp cậu bé, nhà vua đã có giọng điệu lời nói rất ngọt ngào. Điều ấy được thể hiện qua câu: hãy nói cho ta biết vì sao cháu cười được. Các em có biết không, tuy là một cậu bé rất nhỏ, nhưng cậu bé ấy rất tự tin và có những lời nói rất dứt khoát. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi tiếp theo. Cậu bé đã trao đổi với nhà vua như thế nào khi được yêu cầu nói những chuyện buồn cười? Chúng ta cũng có 4 phương án. À, phương án chính xác đó chính là cậu bé đã xin nhà vua xin được tha tội chết. Điều ấy được thể hiện qua câu: muôn tâu bệ hạ, những chuyện buồn cười không thiếu đâu ạ. Ngay tại đây cũng có: bệ hạ tha tội chết, cháu sẽ nói. Vậy theo các em, cậu bé đã phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu? Để có thể trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc thầm đoạn số 2. Đoạn số 2 từ cậu bé ấp úng cho đến Đức giải rút ạ. À, ta thấy được rằng cậu bé phát hiện ra những chuyện cười ở xung quanh cậu, đó chính là nhà vua quên lau miệng, bên mép dính một hạt cơm. Và quan coi vườn ủ uyển, trong túi áo căn phòng một quả táo đang cắn dở. Cũng như những chuyện cười được phát hiện ở chính bản thân cậu bé, đó chính là khi cậu bé bị quan thị vệ đuổi, cuốn quá nên đứt giải rút. Chúng ta thấy rằng những chuyện cười này rất gần gũi phải không nào các em? Vậy vì sao những chuyện ấy lại buồn cười? À, những câu chuyện ấy lại buồn cười bởi vì đã bất ngờ và trái ngược với tự nhiên. Ta thấy được rằng trong buổi thiết triều nghiêm trang, nhà vua ngồi trên ngai vàng nhưng mép lại dính hạt cơm. Tiếp theo, viên quan coi vườn lại giấu quả táo cắn dở trong túi áo và chính cậu bé đứng lơm khơm vì đứt giải rút. Ta thấy được rằng những chuyện cười này, bí mật của nó chính là đã nhìn thẳng vào sự thật, phát hiện những chuyện mâu thuẫn, bất ngờ, trái ngược với một cái nhìn vui vẻ lạc quan. Vậy, theo các em, tiếng cười đã thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn này như thế nào? À, để có thể trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung đoạn cuối cùng của bài tập đọc. Đoạn này sẽ từ triều đình được mẻ cười vỡ bụng cho đến vương quốc u buồn đã thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. Nội dung chính của đoạn này chính là nói tiếng cười đã thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn. Vậy tiếng cười đã thay đổi cuộc sống ở vương quốc này ra sao? Đó chính là mọi người mặt đều rạng rỡ, tươi tỉnh, chim hót hoa nở, tia nắng mặt trời nhảy múa, sỏi đá biết reo vang dưới bánh xe, vương quốc u buồn thoát khỏi nguy cơ tàn lụi. Ta thấy được rằng khi con người chúng ta vui vẻ thì cuộc sống này cũng sẽ thoải mái hơn đấy các em à. Như vậy, qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, chúng ta thấy được rằng nội dung chính của bài tập đọc Vương quốc vắng nụ cười tiếp theo đó chính là tiếng cười như phép màu làm cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, giúp cho vương quốc có thể thoát nguy cơ tàn lụi và tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống.
Trong cuộc sống của chúng ta đều thấy được rằng tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống. Nếu như không có tiếng cười, cuộc sống sẽ u buồn, tẻ nhạt và thiếu sức sống đấy các em ạ. Như vậy, qua bài tập đọc này, chúng ta đã thấy được rằng cậu bé đã phát hiện ra những chuyện buồn cười rất gần gũi và tự nhiên. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể tạo ra những tiếng cười cho chính bản thân mình và những người xung quanh bằng những việc làm hết sức tự nhiên nhé các em. Cô hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã giúp cho các em có thể có những kiến thức rất bổ ích. Chúc các em học nhanh, nhớ lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.